chào tất cả các anh chị. Hôm nay Thắm chia sẻ cơ hội kinh doanh bán lạng bán bóc từ gỗ tràm cho tất cả các anh chị buôn bán thương mại, hoặc là các anh chị có xưởng mà mình muốn mua để mình xuất khẩu sang nước ngoài. Lượng hàng xưởng này có thể cung cấp lên đến mỗi tháng là 500 cân hàng cho các anh chị. Đây là một trong những cơ hội để anh chị em có thể hợp tác và phát triển sang thị trường nước ngoài, hoặc là phát triển công việc kinh doanh của mình. Tiêu chuẩn kiểm định kích thước là 1220 x 2440 mm, độ dày là 0,3 đến 0,8 mm, và độ ẩm là nhỏ hơn 11%, độ bóng là lớn hơn 80%, độ đồng màu là lớn hơn 80%. Và tiêu chuẩn bề mặt thì có hai loại theo tiêu chuẩn đánh giá chính, đó là tiêu chuẩn A và tiêu chuẩn B. Cái này sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng mà xưởng sẽ làm theo các yêu cầu của anh chị. Các anh chị biết ai có nhu cầu mua bán lạng, bán ghép, bán tràm, hoặc là có nhu cầu xuất khẩu sang nước ngoài thì hãy liên hệ với Thắm để Thắm có thể hỗ trợ kết nối và tư vấn vận chuyển miễn phí cho các anh chị nhé.